Theo báo cáo từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 5 tháng 2 năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ghi nhận 24 ca mắc COVID-19, trong đó 20 ca sàng lọc tại bệnh viện, 3 ca phát hiện tại cộng đồng do các trung tâm y tế lấy mẫu, 1 ca được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung quận huyện và bệnh viện dã chiến. Trước đó, ngày 4 tháng 2, thành phố ghi nhận 46 ca. Như vậy, số ca mắc COVID-19 mới tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày liên tục đều nằm ở mức 2 con số. Đây là số ca nhiễm thấp kỷ lục được ghi nhận trong nhiều tháng qua. Số ca nhiễm biến thể Omicron tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện là 120 ca, trong đó có 115 ca nhập cảnh và 5 ca cộng đồng. Về tình hình điều trị, những ngày vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, số ca COVID-19 nhập viện tầng 2, tầng 3 đều dưới 100 ca. Gần nhất là trong ngày 5 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 29 ca nhập viện tầng 2, tầng 3. Tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, tầng 3 giảm xuống còn 1.448 ca. Trong đó tầng 3 là 270 ca, số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 350 ca, số ca đang thở máy xâm lấn là 122 ca, số trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 là 19 ca và phụ nữ mang thai là 4 ca. Số ca mắc COVID-19 đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 2 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 đang cách ly tại nhà là 1.682 ca. Như vậy, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang cách ly, chăm sóc và điều trị tổng cộng 3.132 ca. Số ca mắc COVID-19 tử vong trong ngày 5 tháng 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh là 6 ca, trong đó có 4 ca từ các tỉnh khác. Như vậy, số ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nay là hơn 20.300 ca, trong đó có 48 trẻ em dưới 16 tuổi và 62 phụ nữ mang thai. Phân tích số liệu tử vong tại bệnh viện trong ngày 5 tháng 2 cho thấy, số ca tử vong do COVID-19 kèm mắc bệnh nền là 6 ca, có 3 ca tử vong từ 18 đến 50 tuổi, 2 ca từ 51 đến 65 tuổi và 1 ca trên 65 tuổi. Về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19, trong ngày 5 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 1.272 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có 36 liều mũi 1, 205 liều mũi 2, 83 liều mũi bổ sung và gần 1.000 liều mũi nhắc lại. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tiêm được khoảng 20 triệu liều vaccine COVID-19. Kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh là tiếp tục tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên, bao gồm người từ các tỉnh về Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc, tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho các đối tượng theo quy định. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 1,28 triệu liều vaccine COVID-19.